Ôi, chơi bia bọn pro, nhưng mà xôm tôi Dạ thua chị tôi là sao? Vượt xa chứ, vì bọn phần dưới. alo chị xuống bỏ lưu cho bà hả Bà lý cho bà hai xôm rạp ở dụng tì cái này hai một căn cầm thị dụng. chị xuống bỏ nhóm xong lẹ xuống hóa tay nhóm xong bà mà dụ nhóm xuống nhóm mà dụ mà phải của môi chân bỏ Mình bà nhà ấy xôm chơi lực làm một con. cái trong chuẩn bị xuống không Việc suốt mùi bạn chơi của ngày nó nhân viên bị bạn nó cứu xa thế chứ mà mùi chơi bị bạn nó cứu xa nó ở bị bạn viên là học tục nhưng mà nhầm mà đá nhóm tại sao con nó là dụ cha cha hai hà chiến cái vụ vật hà pram hà bằng muối đó anh ta cứ luôn là cho sầm lòng thế cho sầm lòng thế tại sao khang học tục nhóm đó còn khăn năng mặt ai cái nhóm này còn mình tầm ran thì mùi còn còn tầm ran lớn trẻ chúng ta còn tầm ran cao như ta chúng còn tai được thì ta cứ đổ lên thì mùi như là ngay áp trâu khnề đây là trâu khnề tình hợp mình chúng ta nhóm nhóm đây chỉ câu nơi thì mùi còn đó cũng mèo rắm tham được chịu của bạn không chặt mình đây của ta mình đang tha à rắm nó với lịch áp trâu không chặt đó môi tại chia diêm xua nẹ tiếng pi ao dốt âm pi xích đầy trâu ca khnông chặt ra bọc cọt âm pi pa nhà hà đại miên khnông chặt ra bọc cọt mai hát ấy ban mai thưa hình trắng pa ta khnông chặt ra bọc pa cất giang mạch bê đợt khmui bà stung ta rộc chặt ra bọc mà đái chặt ra đọc ở bốc rồi hỏi khmui chia diêm rộc tầm nọc rài cười cất á. Bà khả mạng bà mai mình ai bằng bình rừng nâng bàn tế. Mai thật đó sẽ lại bẹp này ba thật vừa bẹp này thay em thật tiệt. Công chí diếm ở rừng ngọt ở rơi khí nhìn bị đại công trọng quát đó sẽ lại bị ở chành. Ở thầy phụ ở nhóm thuộc thì dây chỉ mỗi quát đài khang bà đài nhóm nâng á. Hay khang ở bốc nhóm nâng còn cửa sổ chật hộp xa đó nâng còn còn hộp xa chẳng được về được còn hộp xa máu cứ dụp lắng cứ quát tay đó rừng. បងខ្ញុំក៏បានអត់ទៅនៅផ្ទះគឺអត់មានកម្លាំងចិត្តទេអញ្ចឹងគេទៅចង់ដើរចេញទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងពេលរត់លុយបានគឺខ្ញុំកំពុងគាត់វិញអញ្ចឹងបើថាឲ្យតែគាត់ស្វែងអញ្ចឹងទៅគាត់ហូបត្រាគាត់តែងតែមករករឿងអាប្រគាត់លើកអារឿងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើសិនណាជាក្មួយបានធ្វើរួចអស់ហើយណាក្មួយបានសម្រុះសម្រួលក្មួយបានឃើញកំហុសរបស់អ្នកទាំងពីរឬក៏កំហុសរបស់អ្នកមានគុណតាមម្ខាងណា រួចហើយក្មួយបានយាយគាត់អស់ហើយហើយគាត់នៅតែមិនកែអានឹងក្មួយត្រូវគិតថាតើខ្លួនឯងត្រូវធ្វើម៉េចវិញដូចក្មួយនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងជួនកាលក្មួយអាចនឹងដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះការពិតទៅបីជាក្មួយនៅតទៅទៀតក៏វាមិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានមានការរីកចម្រើនត្រូវរើគ្នាអីដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវតែដើរចេញទៅរកលុយឲ្យបានច្រើនរួចជួយគាត់តាមលទ្ធភាពឲ្យក្មួយត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជីវិតរបស់យើងគឺកើតមកជួបរឿងអញ្ចឹងគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងអញ្ចឹងគួយត្រូវព្រមទទួលពីពួកគួយបានយាយជាមួយគាត់រួចអស់ហើយដល់ពេលគាត់មិនកែទៀតវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺថាយើងដើរចេញហ្មងដោយពូប្រាប់ដល់មនុស្សខ្លះដែលស្ដាប់ពូអសោកសៀតចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់ម្បានហ្នឹងណាស្ដាប់អត់បាន ពូថាមានវិធីមួយទៀតកុំស្ដាប់វាហ្មងហេអត់ទេខ្ញុំជាចង់លួចបើស្ដាប់ហើយលួចបើស្ដាប់គេនិយាយឆ្កឹះឆ្កៀលខ្លួនឯងដូចអត់ជ្រឹមខ្ញុំវាខំបងនិយាយធ្វើមិនឆ្កឹះឆ្កៀលពូនឹងឲ្យពូឈឺឲ្យសមាជិកទាំងអស់នឹងឈឺពូថាកុំស្ដាប់វាបងឯងទុកចិត្តវាអត់បានអញ្ចឹងហេខ្ញុំចង់ស្ដាប់វាហើយខ្ញុំចេះតែកដៅខ្ញុំថាណាជួយបានថាណាជួយបានបើស្នាជាទុកចិត្តបានធម្មតាបានចាំស្ដាប់វាបើធម្មតាបានទេកុំស្ដាប
bàn dễ chứ mới mình ai bốc năng rùi ở hai không biết đăng thà ô quạt miệng cầm hoa thằng xoan kháng mình ai chẳng rõ xung rút khi bàn tì hỡi dễ dàng na có thư ấy mình chênh đáy có mùi thở phẩm được tua cho cá bớt hai đầm bay đó sẽ lại bánh năng đá chênh quán hai miền lưới chui quá tiết bà sẽ nà chê thà ô mai quạt mình khó tê ơi quạt khó ai dơ mai mình là mùi dương máu dây mùi mai bữa mai quạt phẩm màu tê à nâng chóng thơ mai với thơ mạnh phẩm được tua cho cá bớt có mùi dương thư ô hỏi thơ mạnh
bạn trẻ phụ xong vậy thì đôi thang nhầm thọp vậy đấy nhầm thang thọp ở cọp trái lời khi nia đai chẳng nữa nhầm thang mà lời bảo mà anh tu nâng bị quật trời khi nia thế mà anh trái lời mà quật trời hơi ấu cứ nhầm thọp vậy chẳng đai ra và quật mau với quật vắng quật tô nhầm chê từng nhầm từng côn cái côn đang ngắt quá khang ấu khang mái quật ngắt đai vẫn khang mái nhầm quật miệng của máu đai bù quật 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 trong vậy thôi con ấp sầm lo sầm muối khang mũi ấu nhom chân con đâu thành chân nhớ nè bộ con ấp sầm lo sầm muối lấy khumui ấu con nấu chân tới hay khumui đọt luôn chân máu hay khumui chui bán chui tới nhom chân tục ấu con nấu đa tục ấu con nấu pin nhẹ rồi tao phụ thật thơm mắt rương phần con nhom ai nấu sầm muối con bạn con xanh thì con thơm chân đọt tới con mau chụp một lúc chân tới con nhom một bạn chân mình đang gặp gặp dây cao cả lớp cho nên nhom đây chọn tất đây chân phụ thật nhom chặt tôn chia đây là phải nhom chụp ảnh ha chân chân nhom bạn phải chóm của bây giờ cái mà này không biết là phải đọc luôn ngay bởi cái quạt mà này mình đôi mà chui quạt tức không ơi mà không rùa cơ đặt cả mình đã để dùng cho tức lệnh bởi bà chất tệ anh đang thơm mạch chẳng mình đã đọc luôn chẳng đọc luôn và mà anh sẽ nằm mấy đi bây giờ nằm mấy rừng con nó nhưng mà giác ở trên bí tế cháu quạt ra lo ngay nó tôi thắng là lấy những phần lệ bí cái càng nghe nhung nhung thôi càng nghe rõ chẳng phê tầm rạc thì càng tập phê chẳng nhung có báo chẳng bị quạt chẳng tơ lâu chẳng bà quạt tập phê chẳng tơ ca chẳng chôn vào bên tâm cơ sọ là A chẳng bà ok vui anh chừng ạ thế mình đã phân ái phụ nhưng mình đã tha chong tình ơi kia bị quạt tơ phụ nhung dụ phân ái đa hơi chẳng nhìn nơi chẳng bà nâng ai viêm nặng đỏ mấy mũi viêm nặng đỏ mấy bị phù dương bàn cài còn hỏi tôi bây giờ nói có đỏ sẹo như thế này chẳng miền là cài cài dương vinh trên từ cài rồi rồi lối chui qua tạm là tập hiệp dương ai chui bàn được không mà con trán phù dương con mũi chuyện liền và sơn chuyện liền con trâu